Chào các bạn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện phi vụ nha. Ồ, em xin lỗi mọi người. Ồ, để mình xem thử đã các bạn ơi. Ngày hôm nay không có mấy anh trai vệ binh giải ngân hà. Buồn ghê luôn á. Mình thích gặp mấy anh trai vệ binh giải ngân hà lắm các bạn ơi. Mấy ảnh có mấy cây súng laser bắn chiếu đã lắm các bạn. Nhưng mà tiếc ghê luôn á, không gặp ảnh. Cho nên là bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào ngân hàng này để thực hiện phi vụ nha. Và phi vụ lần này không phải là mình đi trộm tiền nha các bạn, mà mình trộm một thứ khác có giá trị nhiều hơn các bạn ơi. Rồi, đi vào ngân hàng. À mình quên, để mình xem thử đã. Ok, mở sao nè các bạn. Bây giờ mình sẽ hạ gục mấy anh trai bảo vệ. Rồi, 3, 2, 1. Ngủ ngon nha anh trai. Ui. Thôi mà anh trai. Chưa có gì hết, cầm vũ khí bắn rồi. Ngủ ngon nha anh trai. Thêm anh trai này nữa. Rồi, một phát nè. Phải như vậy đó các bạn. Ôi, chưa có gì hết à. Mấy ảnh cầm vũ khí tấn công mình rồi, làm cho mấy anh trai kia hoảng sợ nhắn chuông báo động rồi các bạn ơi. Như vậy là hơi bị căng nè, không biết là món hàng đó có còn nằm trong kho hay là không nữa. Có tiếng chuông bảo vệ như vậy thì mình sợ mọi người sẽ tăng cường thêm mấy cái lớp bảo vệ nha các bạn. Mình sợ lắm luôn á. Rồi, cố gắng mở thêm cánh cửa này nữa, hy vọng rằng món hàng đó vẫn còn nha. Nào, mở cửa. Vân ơi, mở ra. Tiếp theo là cánh cổng to nhất nha các bạn. Cánh cổng này mở hơi bị cực nè. Lâu lắm rồi, mình không có hát. Mình không biết là bây giờ mình có hát được hay là không nữa. Nào. Chuẩn bị. Mở lên và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ui, 7, 8. Wow, mình lên 6 sao luôn các bạn ơi. Chiến này hơi bị căng nè. Lên tận 6 sao luôn mà. Rồi, cánh cửa này. Hả? Mình lại mở khóa nữa hả? Hơi bị lâu đó các bạn. Để mình xem thử đã. Ồ, khuất rồi các bạn ơi. Nào. Và đây, mình xin giới thiệu với các bạn một con siêu mô tô một bánh nha. Thôi các bạn ơi, bây giờ tiện đường công tác thì mình sẽ gom luôn số tiền này nha. Rồi, bỏ tôi vào tiếng thôi các bạn ơi, bỏ tôi vào tiếng thôi. Để mình xem thử là được bao nhiêu nha. Ngân hàng Thái Bình Dương này nổi tiếng với số tiền rất là khủng khiếp đó các bạn. Để mình xem thử đã. Ồ, được 90 triệu đô rồi. Cố lên. Mình nghĩ một bên như vậy là mình sẽ được 150 triệu đô nha các bạn. Hai bên thì có thể lên đến là tầm khoảng là 300 triệu đô ngoài nha. Nào, phía bên đây nữa. Rồi, bỏ hết tiền vào túi luôn. Để mình xem thử đã các bạn ơi. Nào, nhanh lên. Hình như là phía bên đây nhiều hơn các bạn. Thời gian của mình hiện tại bây giờ không còn nhiều nữa nha. Mình cần phải tranh thủ nhanh lên mới được. Nhanh lên nào, cảnh sát sắp tiến vào đây rồi các bạn ơi. Chiến này mà mình đi tù quá chắc ngọt gông luôn quá. Ngân hàng Thái Bình Dương này nổi tiếng với mức độ là truy nã hơi bị cao nha các bạn. Ok, được 324 triệu đô. Một số tiền khá là nhiều đó các bạn ơi. Nào, lên xe thôi. Đó, phải như vậy chứ. Rồi, khởi động. Nào, quanh ra. Ui sao mà lắc dữ vậy ta. Mình cảm nhận có thứ gì đó lắc không hề nhẹ các bạn ơi, các bạn nhìn kìa. Wow, chiếc xe này. Ui, What the con lợn. Các bạn nhìn nè, chuyện đã xảy ra vậy. Wow, hình như là con xe này có một lớp từ trường bảo vệ các bạn ơi. Mình lụm trúng con xe thứ dữ rồi. Con xe này có một lớp từ trường bảo vệ nha. Không ai có thể lại gần mình được hết. Đó các bạn nhìn kìa. Chiến này là mình chấp luôn cả cảnh sát luôn các bạn. Đâu rồi trực thăng. Trực thăng đâu rồi mấy anh trai? Không lại gần mình được nha các bạn. Các bạn nhìn kìa. Này thì mấy anh trai xì quát hả? Đó, lại gần mình đi. Bay ra ngoài, lên luôn các bạn. Ngay cái trực thăng cũng như vậy luôn nha.
Mình vừa chôm trúng một con xe hơi bị vip bờ rồ nha. Nào 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 nào, hút hết tất cả mọi người, hút hết tất cả mọi người luôn. Ổn này các bạn, ổn này các bạn ơi. Nhưng mà làm sao bây giờ mình trốn khỏi mấy anh cảnh sát đây các bạn? Con xe này dễ gây chú ý ghê luôn á. Cứ chạy đến đâu thì mọi thứ sẽ bị hất tung đến đó nha. Dễ gây chú ý như vậy chắc mình nghĩ là mình sẽ trốn lên xe lửa quá các bạn. Đây các bạn nhìn nè, chạy hơi bị đã nha. Nào tăng tốc, tăng tốc, tăng tốc. Ồ, phần tốc độ của nó hơi bị hạn chế nha các bạn. Chỉ có là 130 mấy km một giờ thôi. 140 mấy rồi. Mình không biết mát tốc độ của nó là bao nhiêu nữa. Nhưng mà tất cả mọi người lại gần mình không có được nha. Đâu rồi mấy anh trai SWAT? Lái trực thăng lại đây, lái trực thăng lại đây. Em đang chờ mọi người kìa. Các bạn có thấy hai chiếc trực thăng không? Vừa thấy mình quanh đầu lại cái bỏ chạy luôn các bạn. Wow, có đèn luôn này các bạn ơi. Nhìn như là hai mắt ếch luôn. Cái đèn gì mà lạ như vậy? Nhìn giống như là hai mắt ếch luôn ha. Đúng là con xe độc lạ bình dương mà các bạn. Đã thật sự luôn á. Được rồi, để mình xem thử đã. Ồ, bây giờ mình sẽ đón xe lửa nha. Muốn đón xe lửa thì mình sẽ đón ngay chỗ cái đoạn đằng này nè các bạn ơi. Wow, các bạn nhìn kìa, ngay cả những hòn đá cũng bị mình đẩy lên luôn. Đó 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 đó. Đã thật sự luôn các bạn. Con xe này á, đại chiến đến đường cao tốc, đã hơn cả con Lamborghini nữa nha. Phê loại thật sự luôn các bạn. Không thể nào đùa được đâu. Đó 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 đó. Đại chiến trên cao tốc nè. Không những là xe chạy ngược chiều mà xe chạy thuận chiều cũng bị đẩy luôn các bạn nhìn kìa. Hỗn loạn thật sự luôn ha. À đúng rồi các bạn ơi, đến chỗ này thì bắt đầu xe lửa sẽ xuất hiện nè. Tạm thời bây giờ thì mình sẽ đứng ở đây để mình chờ xe lửa nha. Nào mọi người, chạy với mình nè, chạy với mình nè. Để mình thử mình xuống xe nha các bạn. Ờ, hình như là xuống xe thì cái tường lực đó nó sẽ bị ngắt nha. À, chỉ khi nào mình lên xe, con xe này kích hoạt thì mọi thứ mới kích hoạt thôi các bạn. Rồi trực thăng. Nào trực thăng, trực thăng, trực thăng, trực thăng, trực thăng. Để mình thử chạy lại gần mình đấy trực thăng nha các bạn, được không ta? Được không, được không, được không. Trực thăng với mình nè, trực thăng với mình nè. Ồ, trực thăng bay cao quá các bạn, không đủ tầm. Ui, té xuống dưới đây luôn rồi. Ok, được rồi. Bây giờ mình sẽ đứng ở đây để mình đón xe lửa nha các bạn. Nào, xe lửa, xe lửa. Ui, không ổn rồi các bạn ơi. Mình vừa bỏ lỡ mất một chiếc xe lửa nha. Làm sao bây giờ đây? Và mình vừa phát hiện ra rằng chiếc xe của mình đã mất lốp từ trường rồi các bạn. Để mình chạy lại gần mấy chiếc xe của mấy anh trai cảnh sát cho các bạn xem thử nè. Mất đi từ trường rồi thì mình chạy xe vẫn được bình thường nha các bạn. Nhưng mà có điều là nó hơi phế chút xíu. Đây các bạn, phải nói là phế toàn tập luôn các bạn ơi, chứ không phải là phế chút xíu nha. Qua đường cũng khó qua đường hơn ta nữa. Bo cuồng cái ôm nguyên cái dầm luôn đó, đó đó đó. Không có trường lực, phải nói cực kỳ phế luôn các bạn. Lúc đầu thì mình còn đánh giá nó cao được chút xíu nha. Mình nói là không có trường lực nhưng mà chạy vẫn rất là ok các bạn. Mà công nhận giờ nhìn lại không có trường lực, phế thực sự rồi các bạn ơi. Ôm cua thì nguyên cả dòng nha. Mấy anh đại cảnh sát mà đụng mình phát một thôi là mình té liền luôn các bạn. Nào xe lửa. Ui sao mà lâu như vậy? Chờ một chuyến xe lửa có nhất thiết lâu đến như vậy không? Rồi luôn các bạn ơi, hình như bị xi lốp rồi. Ố, con xe này cũng sử dụng lốp nữa à? What? Mình tưởng đâu là nó sử dụng nguồn năng lượng để nó chạy các bạn ơi. Nó không có tiếp đất ha. Mà không ngờ nó vẫn sử dụng lốp nó chạy bình thường nha. Ui chán như vậy. Rồi toan rồi các bạn ơi, toan rồi các bạn ơi. Nào xe lửa, xe lửa. Thông thường thì mình đứng ở đây mình đón xe lửa thì nó sẽ nhanh xuất hiện hơn nha các bạn. Đó 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 đó. Lại xi lốp nữa rồi. Chán ghê không các bạn, lại xi lốp nữa rồi đó. Rồi, để mình chạy một vòng ở đây mình xem thử nha. Ok. Xe lửa ơi, xuất hiện nhanh lên đi. Xe lửa ơi, xuất hiện nhanh lên đi. Để mình fix lại xe đã các bạn ơi. Mình vẫn chưa trốn mất được sao nữa. Nhưng mà hiện tại bây giờ sao của mình đã bị mất một sao nha các bạn.
Lúc hồi nãy trong ngân hàng á thì mình cứ đến tặng 6 sao nha. Còn bây giờ chỉ còn 5 sao thôi. Đó, 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 đó. Có một chiếc xe lửa vừa đến. Hello, xin chào anh trai lái xe lửa nha. Anh trai ơi, ngày hôm nay chuyến này đi đâu vậy? Wow, bay hơi bị cao đó các bạn. Nào, 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 nào. Đuổi theo, đuổi theo, đuổi theo, đuổi theo. Không biết là ngày hôm nay chuyến xe lửa này có chạy vào thành phố hay là không nữa. Nào, nhảy lên, nhảy lên. Đó, phải như vậy chứ. Ui, hụt rồi các bạn ơi. 3, 2, 1. Ui, đừng, 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 đừng. Một pha xử lý phải nói rất là công kênh luôn các bạn. Chứ không phải khá là công kênh nha. Cực kỳ công kênh luôn. Bài sao té suy kia mới ghê chứ. Nào, có chạy vào thành phố không? Rồi rồi, có. Ui, mình đang diễn hài à. Sao kỳ dữ vậy? Nhảy lên cũng không được nữa các bạn ơi. Rồi luôn, tới câu chuyện rồi. Bay lên. Nào. Hồi nãy mình nhớ là mình bay mượt lắm mà. Mượt hơn cái xâm siêu nữa các bạn. Sao bây giờ mình xử lý nó hơi bị cùi mía vậy ta? Như vậy là không ổn, như vậy là không ổn rồi các bạn ơi. Nào, anh trai lấy xe lửa ơi. Ngày hôm nay chuyến của chúng ta đâu vậy? Ồ, nó bị nổ rồi các bạn ơi. Đừng có nặng. Ui, nào, bay lên. Đó, phải như vậy chứ. Đừng có nói là nổ trúng ở chỗ cái khoang tàu nha. Có một anh ta cảnh sát vừa bay lên các bạn. Đó, anh bị cháy luôn kìa. Nổ trúng ở chỗ cái khoang đầu tàu. Như vậy là chiếc xe lửa này sẽ ngừng rồi đó các bạn. Không thể nào đùa được đâu. Để mình lên trên đó mình hỏi anh trai đó nha. Ngày hôm nay không biết là anh chạy tuyến 1 hay là tuyến 2 nữa. Tuyến 1 thì chúng ta sẽ quẹo bên phía tay phải đi vào thành phố, rồi sau đó sẽ bay lên trời các bạn. Còn tuyến 2 thì chúng ta sẽ quẹo bên phía tay trái và chúng ta sẽ đến sân bay ha. Thông thường thì mình đi tuyến 1 khá là nhiều luôn á. Ui, cái gì vậy? Hình như là mình vừa đập đầu vào ngay chỗ cái bảng hướng dẫn đường các bạn ơi. Chán dữ vậy. Đập đầu khá là đau luôn á. Hello, xin chào anh trai chạy xe đạp nha. Anh trai chạy xe đạp nè. Wow. Chỗ này có thùng dầu các bạn ơi. Nào, bắn. Ồ, không nổ à. Này, trực thăng với mình nè. Bắn mình hơi bị đau đó nha. Một chiếc trực thăng. Ui, đừng. Bài bắn quá chứ bạn ơi. Con xe của mình á, nó không bị nổ nha. Mình tưởng đâu là chiếc trực thăng rơi xuống trúng xe của mình rồi chứ. Đó. Toàn những khoa nguy hiểm thôi à. Ồ, sao mà chạy lên bên phía tay phải rồi. Đừng có nói là rẽ phải đi về thành phố nha. Hello, xin chào anh trai người lái tàu. Ủa, chuyến tàu không có người lái luôn các bạn. Ơ, quách đợt con lợn. Làm sao bây giờ đây? Chuyến tàu này không có người lái. Mình không biết là nó có chạy theo tuyến hay là không nữa. Ui, căng quá các bạn ơi. Rồi tạm thời bây giờ thì mình sẽ đứng ở đây để mình xem thử nha. À, mình quên, mình sẽ kích hoạt chế độ bắn dây nha các bạn. Mình sẽ để cho chiếc xe lửa kéo những chiếc trực thăng luôn. Đâu rồi ta? Trực thăng đâu rồi? Nào mọi người, lái trực thăng lại gần đây đi. Em chào mọi người nha. Đâu rồi ta? Nào, trúng không? Ui, xa quá các bạn ơi. Xa quá. Ô, mình kích hoạt chế độ chưa ta? Sao bây giờ nó lắc dữ vậy? Nào, kích hoạt chứ. À, kích hoạt rồi các bạn ơi. Bây giờ đến ngay cả khẩu súng bắn dây mà nó cũng bị lắc nữa các bạn. Ok, để mình xem thử đã. Nào, quẹo sang phía tay trái hay là tay phải đây? Nào, tuyến đường ngày hôm nay chúng ta sẽ ở đâu đây? Bay lên trời cũng được. Nếu như mà lỡ chạy mà mình bay lên trời thì cũng được các bạn ơi. Ồ, hình như là bay lên trời rồi có phải không ta? Hay là nó quay ngược ra? Bởi vì tiếng 1 và tiếng 2 nó khá là giống nhau các bạn ơi. Chỉ có một chút nữa mình chạy xuống dưới kia kìa thì chúng ta mới phân biệt được nha. Nào. Ồ, hình như là chạy tiếng 1 chúng ta sẽ cùng nhau bay lên trời rồi các bạn ơi. Ờ, thì ra là như vậy hả? Cũng được nữa các bạn ơi, cũng được nữa. Bay lên trời vui mà. Bây giờ việc mình cần làm đó chính là mình sẽ kéo những chiếc trực thăng đi chung với mình cho vui nha. Ủa mà sao mấy anh trai phi công né mình không vậy ta? Mình thân thiện lắm các bạn ơi, mình có làm gì mọi người đâu mà tại sao mọi người né mình không vậy? Hello, mình chào mọi người nha. Mình thân thiện dữ lắm luôn á. Nào mọi người, lại đi mọi người ơi. Kéo mấy anh trai này thì không có vui đâu các bạn. Mình phải kéo trực thăng kìa mới vui. Nào mấy anh trai, đây các bạn ơi.
Tính ra là mình chạy một vòng tròn luôn nha. Đó đó đó, anh trai vệ bên nhảy ngân hà các bạn ơi. Để mình xem thử anh đã. Có sao không anh trai? Có sao không? Ồ, nếu như mà không có sao thì mình sẽ kéo lên xe đi chung với mình cho vui các bạn ơi. Mà hình như lãnh có sao rồi. Còn mấy anh trai nữa, đây 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 đây. Kéo lên chính tàu đi chung với em cho vui anh trai. Đó 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 đó. Dù sao hai người thì vẫn vui hơn một người nha các bạn. Ồ, đúng rồi anh trai ơi. Ngồi xuống đi anh trai, ngồi xuống đi anh trai. Để mình xem thử là có ai đứng gần đây hay là không hết các bạn. Mình sẽ kéo mọi người lên tàu đi chung với mình cho vui luôn. Rồi để mình xem thử đã. Có ai không, có ai không? Hello, xin chào mọi người nha. Ồ, khu vực này không có ai à. Phía bên đây, à có anh trai này các bạn ơi. Rồi, lên tàu đi chung với em cho vui luôn anh trai. Được hai người rồi các bạn. Mình nghĩ là mình sẽ kéo thêm nha. Rồi, thêm chiếc trực thăng này nữa. Dính rồi, một chiếc trực thăng. Rồi, chiếc trực thăng này nữa. Hai chiếc trực thăng. Đã có hai anh trai và hai chiếc trực thăng đi chung với mình rồi các bạn ơi. Có bạn bè như vậy mới vui chứ. Rồi còn anh trai nữa, chạy đâu anh trai? Lên đây luôn. Đó, anh trai chạy đâu? Thêm anh trai nữa, chạy đâu? Lên đây luôn cho vui. Đó các bạn ơi, mình đã kéo được tổng cộng là 4 người nha. Khá là đông vui đó các bạn. Ok, để mình xem thử đã. Trực thăng. Ồ, đừng có nói là mấy chiếc trực thăng này va vào mấy tòa nhà nha. Bị nổ như vậy là không có vui đâu. Bay lên trời đi chung với nhau, như vậy nó mới vui các bạn ơi. Để mình xem thử đã. Rồi ok, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường nha các bạn. Chiếc xe lửa này nếu như mà mình đi đúng tour của nó đó thì dài lắm các bạn ơi. Nào nào nào, để mình cản chiếc xe của mình lại. Ui, đừng 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 đừng. Rồi luôn các bạn ơi, nó rơi trúng mấy anh trai đó. Nó đẹp mấy anh trai rồi. Tới công chuyện mấy anh trai luôn. Ui, đừng có nhảy ra anh trai kia. Ôi, xong anh trai kia rồi. Mình đã kêu đừng có nhảy ra mà. Đó các bạn ơi, cái bánh xe giọng trúng vô lưng mấy anh trai đó. Thoát vị đã đẹp rồi các bạn. Ô, hai anh trai này á, đứng vào góc này á, là hơi bị thông minh rồi các bạn ơi. Đứng vào góc này á, thì chiếc xe nó sẽ không trúng được nha. Ui, đừng có rớt xuống. Nào, ngồi dậy, ngồi dậy, ngồi dậy, ngồi dậy. Mình không muốn rớt xuống đâu. Con xe của mình sẽ bây giờ nó báo luôn tới mình rồi ta. Kia rồi các bạn ơi, chúng ta đang bay lên tòa nhà cao nhất trong thành phố nha. Nào 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 nào, ngồi dậy, ngồi dậy, ngồi dậy. Con xe của mình nó báo quá các bạn. Các bạn nhìn kìa, bây giờ nó đè mình luôn rồi. Mình không thể nào mình ngồi dậy để mà mình ngắm cảnh cho các bạn xem ha. Chỉ biết là quan sát như vậy thôi các bạn ơi. Nhưng mà view này cũng khá là ok nha. À được 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 được. Được rồi đó các bạn ơi, được rồi đó, được rồi đó. Nào, leo lên, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Đó, hai chiếc trực thăng hiện tại bây giờ vẫn còn bay theo mình nha các bạn. Rồi mấy anh trai ơi, ngồi yên vào vị trí đó nha mấy anh trai. Wow, một cái view khá là cao đó các bạn ơi. Cao ngang với lại tòa nhà cao nhất ở trong thành phố nha. Hình như đã có một anh trai bị bánh xe va trúng vào đầu, cho nên bây giờ xỉu rồi các bạn. Hai anh trai kia thì vẫn không sao nha, vẫn đang ngồi khúng rúm. Ok, để mình xem thử đã. Chút xíu xuống dưới kia thì mình sẽ kiếm người đồng hành chung với mình nữa ha. Còn tạm thời bây giờ thì chúng ta cùng nhau quan sát toàn bộ cảnh trong thành phố thôi các bạn ơi. Khá là đẹp nha. Đây các bạn ơi, view này là view tỷ đô nha, chứ không phải là view triệu đô nữa. Rồi rồi rồi, chiếc xe chiếc xe này nó cứ chạy lên chạy xuống hoài à. Hài ghê luôn á. Nào 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 nào, có một chiếc trực thăng nữa, hình như vừa bay ngang đúng không ta? Ồ, ở đằng kia thì có hai chiếc trực thăng hiện tại bây giờ đang bay theo mình các bạn. Đây các bạn nhìn nè, mấy anh trai này chắc mặt tỉnh dữ lắm luôn á. À đúng rồi các bạn ơi, mặt tỉnh hơn cả rồi nữa nha. Đây các bạn. Rồi mấy anh trai ơi, đi chung với tụi em nha, đi chung mới vui. Ố, cái chiếc đó bị làm sao vậy? Nào. Ô, nào 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 nào, bắt được con lợn. Súng bắn dây. Ồ, rồi luôn các bạn ơi. Hình như hồi nãy là mình vừa bấm nhầm nút gì đó, cho nên là mình đã cắt dây rồi. Mấy anh trai đó cơ hội ghê luôn á. Nhân lúc mình vừa cắt dây xong, cái bỏ chạy mất tiêu rồi các bạn. Chán thực sự luôn á nha. Được rồi, được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đại chiến trên đường cao tốc nữa ha. Rồi, và trước khi kết thúc video ngày hôm nay, các bạn hãy nhớ cho mình xin một đăng ký kênh và một like với nha. Mình cảm ơn các bạn nhiều lắm. Hồi nãy mình quên các bạn,
Phải chi mà mình đừng cắt dây thì mình không biết là hai chiếc trực thăng đó đi chung với mình ngồi đây thì mọi chuyện sẽ như thế nào nữa. Ồ, tự nhiên mình cắt dây rồi, cho nên là hai chiếc trực thăng đó bay ngoài thoải mái luôn ha. Chứ còn phía trong đây á là hơi bị vui nha các bạn. Rồi, để mình chạy ra ngoài đây thêm một đoạn nữa, rồi sau đó mình sẽ kết thúc video luôn ha. Cái tour ngày hôm nay nó khá là dài nha các bạn. Từ ở trong thành phố, nếu như mà theo mình nhớ, từ trong thành phố sau đó đi đến khu quân đội, rồi chạy đến khu vực nhà thờ, quanh về vùng quê bất ổn. Ồ, đường đi xa lắm các bạn ơi. Tính ra là mình chỉ mới đi chỉ có nửa đường thôi các bạn. Đây, cái tour này các bạn ơi. Ờ, chính xác là hồi nãy mình chỗ này ha. Rồi sau đó mình đi đoạn đường này, đi đoạn đường này, rồi chúng ta đi đoạn đường này. Ồ, đây các bạn ơi, mình đi chỉ mới được 1/3 quãng đường thôi các bạn. Đường đi còn dài lắm luôn á. Mà nếu như mình đi hết tour này, video của mình cho nó ra 1 tiếng quá các bạn ơi. Cho nên là mình chỉ đi 1/3 quãng đường thôi ha. Nếu như các bạn thích thì các bạn hãy nhớ comment phía dưới nha. Lần sau thì chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành cái tuyến đường tiếp theo ha. Tuyến đường ngày hôm nay thì tạm thời bây giờ chúng ta chỉ đi 1/3 thôi các bạn ơi. Mình mà đi hết nữa video của mình nó dài lắm. Rồi, mình đang cần tìm mấy anh trai lấy trực thăng nè. Ô, có còn ai không ta? À đây 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 đây. Lên cho vui anh trai, lên cho vui, lên cho vui, lên cho vui. Em tuyển người liên tục à, mọi người cứ yên tâm đi nha. Ồ, ở đây hết người rồi các bạn ơi. Em tuyển người liên tục à. Được 1, 2, 3, 4 thành viên rồi các bạn ơi. Mình nữa là 5 thành viên nha. Rồi, trực thăng nè. Ô, ui, đừng, đừng. What the con lợn. Bây giờ là cái gì đây? Bây giờ là cái gì đây? Mình không biết là chuyện đang xảy ra luôn các bạn. Mình chỉ biết một điều là hiện tại bây giờ mấy anh trai cảnh sát ôi đang kéo mình đi nha. Đừng có nói là kéo mình ra phía bờ biển chứ, như vậy là nguy hiểm lắm luôn đó. Mình không muốn ra ngoài bờ biển nữa các bạn ơi. Mà cắt dây thì mình không biết làm sao phải cắt dây nữa. Mình sử dụng vũ khí không được luôn nè. Bây giờ mấy ảnh chỉ kéo mình đi như vậy thôi. Ồ, mấy ảnh kéo mình đi đâu thì mình sẽ đi đó nha các bạn. Thôi căng rồi. Mình sử dụng cái flycam để mình quan sát toàn cảnh 360 cũng không được luôn. Mình bây giờ bị treo toàn ten phía trên đây các bạn. Còn ở dưới kia thì mấy anh trai cảnh sát đang đuổi theo để truy nã mình nha. Ủa mấy anh trai ơi, mấy anh trai xử lý sao mà cồng kềnh như vậy. Tính ra là thả em xuống như vậy là xong rồi đó. Không chịu thả mình xuống các bạn. Rồi bây giờ treo mình vòng vòng như vậy nè. Chán thật sự luôn á nha. Để mình xem thử là mấy anh sẽ kéo mình đi đâu ha. Mấy anh ta cảnh sát này cũng khá là hài đó các bạn. Rồi kéo em đi, kéo em đi, kéo em đi mấy anh trai ơi. Để mình xem thử đây các bạn ơi. Nếu như mà kéo mình đi một vòng mà không có điểm xuống thì mình sẽ kết thúc video ha. Tính ra là mình đi đúng 1/3 quãng đường luôn các bạn. Đó 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 đó, kéo mình kìa. Mình bây giờ giống y chang như là con rối luôn các bạn. Mà ảnh kéo mình đi đâu thì mình đi đó. Mà ảnh giật qua giật lại không thương tiếc luôn các bạn ơi. Ô, ngoài vậy được à. Ô, quá được con lợn. Chuyện gì xảy ra vậy? Bây giờ nhảy dù luôn à. Ô, nhảy dù mà trực thăng kéo mình luôn các bạn. Cái gì mà hài như vậy. Đây các bạn ơi, một pha hài không tưởng ha. Hình như là mình đáp xuống đây các bạn. Rồi, quay sang phía bên đây được không? Ô, mình đáp xuống là mình kéo trực thăng theo mình luôn các bạn. Ô, nào, ghê như vậy. Ô, hơi bị ghê đó các bạn ơi. Thôi thôi thôi, bây giờ mình sẽ lái cano và mình sẽ rời khỏi đây nha. Nào 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 nào, may mắn quá các bạn ơi, chỗ này có cano. Ô, cái gì vậy? Lại một pha ảo nữa à. Thôi thôi, có trực thăng vẫn hơn các bạn ơi. Tạm thời bây giờ thì mình không biết là chuyện gì đang xảy ra đâu đó các bạn. Thôi thôi thôi, lái trực thăng và chuồn khỏi đây các bạn. Rồi, và mình nghĩ là mình cũng sẽ kết thúc video của mình ở đây thôi ha. Các bạn hãy nhớ cho mình xin một đăng ký kênh và một like với nha. Mình cảm ơn các bạn nhiều lắm. Rồi, mình tạm biệt các bạn nha. Bây giờ mình sẽ đi tìm lại con xe bọc bánh của mình ha các bạn. Ok, tạm biệt các bạn nha. Bye bye.